Bạn là người yêu thích nghệ thuật truyền thống. Bạn đam mê sân khấu cải lương. Bạn muốn tỏa sáng và thể hiện bản thân. Tất cả sẽ có tại Tài Danh Tân Cổ, nơi tôn vinh những giá trị của đơn ca tài tử và là sân chơi cho những bạn yêu thích nghệ thuật cải lương. Vòng tuyển chọn của chương trình diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tại vòng này, các thí sinh được tự do thể hiện thế mạnh của mình, không giới hạn thể loại. Những thử thách đầy bất ngờ. Bước ra đường này. Sao vậy? Dặn biết bao nhiêu lần rồi? Mày đi học đàng hoàng, ai cho mày đi hát? Tại sao? Tôi nói mẹ, anh không trả lời. Anh đánh em. Nếu Kim Thượng dứt tâm đồng, chức phế tay thi. Đại dương. Tài năng không giới hạn. Wow. Bên cạnh đó là sự hài hước dí dỏm. Cha có thuộc tiếp không? Cô cũng hù sai rồi. Năm nay con 15 tuổi. Dạ con định thi bài Lá Đậu Xanh câu 1 ạ. Một câu 1 hả? Dạ. Má kêu đi thi để thấy mặt trên truyền hình. Tất cả đã làm nên sự bất ngờ và thú vị tại vòng tuyển chọn thí sinh Tài Danh Tân Cổ. Giọng hát nào sẽ chinh phục bà giám khảo? Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, nghệ sĩ Bình Tinh. Các bạn hãy tự tin, hãy thể hiện chính bản thân của các bạn. Vì viên ngọc mà không được mài dũa thì không bao giờ được sáng láng. Ai sẽ tỏa sáng để trở thành quán quân của Tài Danh Tân Cổ 2023? Hãy bắt đầu hành trình đi tìm câu trả lời ngay bây giờ với vòng tuyển chọn. Thưa quý vị, hiện nay thì Vũ Minh Cường đang có mặt ở vòng sơ tuyển của cuộc thi Tài Danh Tân Cổ và hiện nay thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì có rất đông đảo thí sinh đang đến để đăng ký dự thi. Dạ xin mời, mời anh. Trời ơi, mặc đồ đẹp quá anh ơi. Anh ơi, trước khi anh đăng ký dự thi thì cho em anh. Khoan, từ, không sao hết. Đăng ký ở đây, lát nữa mình đăng ký không sao. Anh cho em phỏng vấn một chút xíu được không ạ? Em thấy anh mặc trang phục rất là đẹp nè. Đến với chương trình ngày hôm nay, nhưng mà chương trình của mình là Tài Danh Tân Cổ nha anh. Tài Danh Tân Cổ là mình ca giọng cổ, chứ không phải là ca tân nhạc ha. Rồi bây giờ thì thử trước đi. Bây giờ anh thử ca trước cho em một vài, một câu thôi. Một câu em nghe cái là... Sao anh? MC ạ? Dạ em MC ạ. Áo dài đẹp quá. Dạ. Anh ca đi anh, chứ anh đừng quan tâm áo dài của em. Ôi, hôm nay là vòng sơ tuyển chương trình Tài Danh Tân Cổ. Đây là một format mới nên thí sinh đi tham gia nhiều quá, cho nên tôi cũng lẻ vào đây đăng ký tên mình. Trời ơi, hay quá anh ơi. Đó, quý vị khán giả cũng thấy rồi đó, là chương trình Tài Danh Tân Cổ của chúng ta, thí sinh còn có thể là cảm ứng mà sáng tác luôn được luôn ha. Mà khi mà anh nghe anh ca đó, em biết anh thần tượng ai rồi đó. Anh Kim Tử Long đúng không? Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Anh làm giám khảo này đúng không? Đăng ký liền cho anh. Trời ơi, anh này là giống như thần đồng Tân Cổ rồi, chứ còn là Tài Danh nữa. Tại vì bảo đảm luôn là anh là mê Tân Cổ từ hồi nhỏ luôn á. Anh ơi, lộn tên. Anh Kim Tử Long là giám khảo. Anh ghi tên của anh á. Anh ghi tên của anh. Ghi tên của anh á. Ủa, anh hả? Anh Kim Tử Long hả? Hân hoan chào đón toàn thể quý vị đang đến với chương trình Tài Danh Tân Cổ.
Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty MNT Picture thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên truyền hình Vĩnh Long 2. Thưa quý vị, Tài Danh Tân Cổ ra đời với mong muốn là góp phần tôn vinh các giá trị vô cùng quý báu của nghệ thuật đờn ca tài tử, và bên cạnh đó cũng tạo ra sân chơi rất hấp dẫn để cho các bạn trẻ tìm đến nè, rồi tham gia tuyển chọn và chương trình, thông qua đó để giới thiệu những gương mặt mới đến với nghệ thuật sân khấu cải lương. Chính vì vậy mà Tài Danh Tân Cổ hứa hẹn sẽ là một cuộc thi vô cùng hấp dẫn, giúp cho mọi người có thể hiểu nè, yêu nè, và cùng chung tay bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc. Thưa quý vị, đến với vòng sơ tuyển thì các thí sinh sẽ có thể tự do thể hiện tài năng của mình, không có bị hạn định bởi thời lượng cũng như là thể loại ha. Sau vòng sơ tuyển thì 15 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng biểu diễn sân khấu. Còn ngay bây giờ sẽ là hai vị giám khảo rất là công tâm nhưng cũng rất là khó tính, nhưng mà cũng vui lắm nha mọi người. Đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Và đông đảo thí sinh đang đến với vòng sơ tuyển của Tài Danh Tân Cổ. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng đến với vòng sơ tuyển của Tài Danh Tân Cổ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh đầu tiên. Dạ, em xin chào ban giám khảo, xin chào toàn thể quý vị quan khách. Dạ, em tên là Trần Thị Yến Khoa, em đến từ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Dạ, và đến với cuộc thi hôm nay thì em xin dự thi hai câu vọng cổ trong bài Tân Cổ Mai Xa Rừng, em có nhớ gì không? Tự tin ha, thể hiện, diễn xuất, biểu cảm vô nha. Đoàn quân đi trong đêm ba lô nặng trĩu, nghe xôn xao
Ôi chú em kia người ta đang thi, đứng lấp ló làm gì đó? Người ta đang thi mà. Cho em nói chuyện với người yêu em chút được không? Dạ. Hồi nãy đáng lẽ anh gọi điện thoại cho em là anh có hai tin muốn báo cho em biết. Một là tin vui, hai là tin buồn. Mà tự nhiên cái gọi cho em không được, gọi chị em, cái tới đây anh biết hai tin đó là không có tin nào vui luôn. Vậy anh báo cho em biết tin buồn thứ nhất đi anh. Tin buồn đáng lẽ đó là tin vui, là anh với em sẽ được cưới nhau, má anh đồng ý rồi. Mà đi kiếm em để báo em biết cái tin vui này, cái tự nhiên cái em có mặt ở đây cái thành tin buồn luôn. Tại má anh nói là bây giờ mình cưới nhau được, nhưng mà em phải bỏ nghề, em đừng hát nữa. Anh thấy anh chắc là thuyết phục được em mà tìm em hoài luôn không thấy, cái tự nhiên bây giờ em ở đây anh thấy như vậy cũng biết sao nữa. Rồi anh báo cho em biết tin không được vui thứ hai đi anh. Là bây giờ một là em hát em sẽ không có anh nữa. Và sao anh nói cho em biết đi. Má anh không nhận con của hai đứa mình luôn. Khoa ơi, bây giờ anh, em không thương anh cũng được nữa, mà em thương con của mình được không? Nó mới có 2 tháng mấy. Bây giờ em chọn cái gì Khoa? Anh không thuyết phục được mẹ anh à? Em biết mẹ anh rồi đó. Mẹ anh chỉ có một mình anh thôi. Mà anh cũng nói với em chuyện này hoài à. Bây giờ đi hát làm chi? Đi hát cực khổ, rồi người ta cứ nói này nói nọ. Bây giờ má lo cho anh, lo cho em, miễn là em bỏ hát thôi. Sân khấu này, đây là tính mạng của em. Nhưng mà còn con của mình, bây giờ em không chịu, rồi làm sao mình nhận được con? Làm sao mọi người chấp nhận đứa con trong bụng của em hả Khoa? Anh có yêu em không? Nếu như anh không yêu em thì anh sẽ không nói em nghe những chuyện này. Nếu mà anh yêu em thì anh phải hứa với em, anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn này được không? Thôi đủ rồi, tao mày đi về nè. Nó không chịu nó chấp nhận thôi. Chia tay đi, mày đi đi. Về liền cho tao. Khoa, đi lẹ lên. Nói lỗi nè. Biết nói lỗi không? Vô phụng hoàng đi, vô phụng hoàng. Ca gì cũng được, tùy. Thời gian chiến tranh đã nhẫn tâm cướp đi tuổi xuân của người. Và đã cướp mất anh. Khói lửa đạn bom đã bức lìa anh ra khỏi tình yêu thương mẹ. Và bây giờ thời gian đang muốn bức lìa anh ra khỏi trái tim. Anh Phong ơi, gió giông núi rừng cảm ơn ban nhạc. Thấy người Võ Ngọc Tân ở trong cánh gà đi ra có hết hồn không? Dạ em đang tập trung hát, thì vừa hát xong thì em cũng không có để ý là anh Tân bước lên nữa. Dạ em cũng có một chút bất ngờ. Với cái cách diễn xuất của em vừa rồi, với cái sự ngẫu nhiên của em đối đáp với Tân là cũng có một cái sự nhạy bén. Khi mình đứng trên sân khấu mình hát á, trước tiên là cái nội lực của mình á, nó phải có. Dù cho sức khỏe của mình nó có yếu cơ nào, nhưng khi mà mình nhả chữ đó thì em phải nhả chữ cho khỏe, dứt khoát, rõ ràng. Em đang có giọng nhưng mà cái cách ca của em anh chưa có hài lòng lắm. Có lẽ là em chưa có người để mà chỉ dẫn em cách ca. Như cái câu giọng cổ em luyến, luyến lái đem xuống. Không luyến thì thôi, luyến là phải cho tới. Em thử em vô lại cái câu giọng cổ vừa rồi của em. Hít sâu vô. Cùng anh trong chiều mưa
có mai đăng áo, em đâu hay rừng lắm qua thôm ngào ngạt lưng đồi. Cái luyến này là luyến của anh Trọng Phúc đó. Ngào anh ngào. Đồng ý. Yeah. Chúc mừng bạn. Dạ em cảm ơn. Những gì anh Long nhận xét nãy giờ là chính xác đó. Bây giờ đây là chỉ là mới cái dòng mà sơ tuyển thôi. Là anh với lại anh Long tìm những người mà có tố chất, và em có đầy đủ những cái tố chất đó. Và hy vọng là các huấn luyện viên sẽ mài dũa em để cho những cái tố chất em đã có, và em sẽ càng ngày càng sáng hơn trong chương trình Tài Danh Tân Cổ. Đến giờ phút này thì em cũng là một trong những thí sinh mà anh thích, anh đồng ý. Yeah. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hùng Quốc. Rồi cảm ơn em. Dạ em xin kính chào hai vị giám khảo. Em tên là Tấn Lực, quê quán em ở Kiên Giang. Và hôm nay em xin dự thi hai câu giọng cổ trong bài Đêm Lam Sơn, tác giả của nghệ sĩ Phạm Văn Phúc. Cùng chị hiên ngang cả một dãy giang sang thơ đồ nước Việt. Sầu binh biến nghẹn ngào, ta nói tiếp mộng đồ dương. Trời đất chí linh như triều nặng nồi căm hồn. Ta vẫn ném mập nằm gái giữa núi rừng làm sương cô tịch. Lê Lai ơi ta đau buồn khôn xiết, giấc mộng chưa thành mà khánh nở đành vinh biệt ta. Đọc hổ sống quyết làm nên chi lớn, nhưng một bước thân chinh đành gục ngã chốn xa trường. Trời đất cũng cuồng quay, ngang dọc một thời ta từng thét gió gào mây, mà đến hôm nay phải nén giả gan trường. Khóc một trung thần vừa ngã xuống đất Lam Sơn, còn đau đớn nào hơn khi âm dương đành xa cách. Báo đáp thâm ân phải rồi, ta
xin thề sẽ giết hết lũ vật xâm lăng, ta sẽ thét vang trong đất bằng dậy sông, ta sẽ dùng gương cho gió gào sấm đồng, ta sẽ tưới cỏ cây bằng máu nóng của quân thù. Khi rừng thủ thay áo mới, ta sẽ quay lại nơi này cùng uống rượu với Lê Lai. Càng chén tan bồng vui với cỏ cây, để sống lại phút giây bên người dùng bồng ba đồ dương, ta sẽ làm nên nghiệp lớn. Dẫu bây giờ còn quay quốc chốn rừng sâu, trước tiên là anh khen cái giọng của em á, giọng em tốt, em có một cái chất giọng ấm cao rộng. Cái nhịp của em thì không thể nào nói là nhịp của em hay được, nhưng mà tròn, em ca tròn. Nếu như em có được một cái người chỉ dẫn em á thì em sẽ tốt hơn, ca hay hơn, nhịp nhàng vững chãi hơn, và quan trọng hơn nữa là em ca bây giờ nó đang ở cái mức độ là khuôn thôi, nó không có đi ra khỏi cái bài bản giọng cổ. Cái giọng em, anh nhắm mắt lại anh nghe đó, nó mường tượng anh nhớ tới anh Minh Tuấn của ngày xưa của đài phát thanh thành phố vậy đó, anh Minh Tuấn á. Em có cái chất giọng giống như vậy, rất là hay. Nếu như em mà thu âm á thì giọng em rất rất dày luôn, thu âm. Nhưng mà để mà đến với cái tài danh tân cổ này đó, không phải ngoài cái hơi không, mà chúng ta còn phải có một cái thử thách, đó là biểu diễn nữa. Em phải qua nhiều giai đoạn là ca, diễn, rồi các nhân vật để em thể hiện. Dạ, tại vì em đó giờ em chưa có biết diễn nên là nó hơi bị lỏng cộng đúng không? Dạ đúng rồi, em không biết xử lý. Đó, anh mong rằng là nếu như vòng trong các huấn luyện viên sẽ uốn nắn em lại từ tay chân cho tới cách biểu diễn của em, để làm sao mà em có thể em tròn vai thôi. Anh không cần phải hay, tròn vai thôi là em có được cái gọi là cơ hội lắm nha. Chúc mừng em. Em mê ca cổ từ khi em mấy tuổi? Dạ hồi nhỏ em không nhớ, nhưng mà em nhớ là em thích nhất là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Bây giờ em làm nghề gì vậy? Em làm công nhân ngày mai ạ. Mai. Dạ. Rồi thời gian đâu mà em biết nhịp, em học nhịp? Dạ, nếu mà không có tăng ca, em tham gia mấy cái nhóm đàn ca tài tử thì em sẽ xin ca hát. Thì em từ đó em cứ thông là em rút ra kinh nghiệm để em có thể là trao dồi nhịp nhàng, và cái cách ca của mình nó được tròn vành hơn. Anh tin em sẽ là một cái gương mặt của sân khấu truyền hình. Và anh mong rằng cái sự quyết định ngày hôm nay của riêng anh, không anh Long sao nha, sẽ mang đến một cái sự đúng đắn cho chương trình. Nên là anh đồng ý. Dạ, em cảm ơn ạ. Sự thật mà nói thì là giọng hát của em á là một giọng lạ. Hiện thời bây giờ là để tìm một cái giọng lạ mới khó, chứ còn một cái giọng hát hay mà nó giống người này giống người kia thì dễ lắm. Cái giọng lạ thì phải lạ mà phải hay mới được, chứ mà lạ mà lãng nhách thì cũng không được luôn ha. Anh mong rằng đó là các ban huấn luyện ở trong á sẽ biết tìm tòi và biết khai thác cái giọng của em, và đặt đúng chỗ, đúng bài, đúng vai luôn thì em mới tỏa sáng được. Anh cho em một cơ hội. Dạ em xin cảm ơn. Anh đồng ý. Cố gắng lên nha em. Vâng, và lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Thị Nhí xin gửi đến lời chào ban giám khảo và toàn thể quý anh chị dự thi. Nguyễn Thị Nhí đến đại dự thi xin hát bài tân cổ được mang tên Đò Sa Ngang. Sorry.
tình mình bé dâu. Anh ơi, con nước đầy chơi đầy lục bình trôi, trong giấc ngủ để bóng hình ai lưu giữ mãi tim này. Con sáo sang sông đành bỏ bạn xa bầy, kỷ niệm yêu thương là tháng ngày hòa hẹn, có chân nước giao thề cùng giữ gian. Anh có ý kiến về cái giọng của em. Giọng em có độ cao tốt, nhưng mà là vì em bị ếm quá đó. Cái người nghe có cảm giác như em bị đuối sức. Em biết trẻ nhịp, em biết giật nhịp. Cái đó là một cái ưu điểm của em. Với cái vóc dáng này, với một cái nét mặt của em, em là một thí sinh biết diễn. Một cái thử thách nhỏ thôi, để có thể là anh mạnh tay, anh chọn em. Bây giờ anh sẽ là đóng vai chồng em. Là mỗi tháng ảnh đem về cho em 30 triệu mà không biết làm sao em xài bằng cách nào đó, không biết. Nhưng mà tháng nào em cũng là không đủ. Mà ảnh thì ảnh bực bội, ảnh nói: tại sao mỗi tháng tôi đưa cho em 30 triệu em cũng xài không đủ? Tại sao vậy? Hả? Em đừng có nói với tôi là em đi cờ bạc cái chưa? Anh cái gì? Em có biết là tôi đi làm cực khổ không? Em cũng biết. Nhưng mà anh phải hiểu cho em. Hiểu cái gì? Tiền của tôi đưa cho em, em không có lo cho gia đình. Hay là em dùng cái tiền đó em cho thằng khác, phải không? Tại sao? Tôi nói với em không trả lời. Anh đánh em. Anh có hiểu là một người phụ nữ ở nhà lo chồng lo con lo tất cả. Nhưng em chưa nói với anh một điều là là cái gì? Em dùng số tiền đó để nó đưa cho tao trị bệnh đó.
Rồi mày sao? Ba. Ừ. Vợ con nó đưa tiền cho ba hả? Thì sao? Mày nghĩ là mày mỗi tháng mày đưa cho nó có 30 triệu thôi, sanh một đứa con gái đẹp vậy, rồi tao gả cho mày tháng nó cho tao có 30 triệu thôi, mày làm lố vậy? Ý ơi, vậy là anh hiểu lầm em rồi. Anh xin lỗi em. Mày đi xích ra. Mày có 30 triệu à mà mày đưa cho con gái tao, mày giờ mày xài xể nó. Bây giờ ba quyết định rồi, ba không có cho con ở với thằng Long nữa. Hả? Bây giờ là ba đuổi nó đi. Vậy nha. Đi, mày đi đi. Ba. Sao? Con còn thương anh Long nhiều lắm ba. Ba đừng có ép con thôi anh Long nghe ba. Không. Mày phải bỏ thằng Long ngay. Mày là đứa con gái xinh đẹp tuyệt trần. Ba nói đi ba. Mày dây nó không xinh ở dây leo. Tới mày đó. Em ba nói vậy rồi. Rồi em nghĩ sao? Hả? Ba hỏi ba ơi. Đó. Đừng ép chén con. Đúng rồi con. Bởi lòng con yêu anh Long quá nhiều. Nhiều. Rồi như vậy đủ rồi đó. Xuống Nhi ơi. Nhi ơi anh xuống. Em ở đây đi Nhi. Anh chọn rồi. Em đó Nhi ơi. Bản thân anh thì anh thấy là em có tố chất để trở thành một người đi một chặng đường dài. Em có gương mặt, có vóc dáng, rồi giọng ca của em nếu chỉnh một vài chỗ thôi, đừng có vội vã ca, tập trung ca cho nó có tình cảm nhiều hơn. Em không phải là một dạng nghệ sĩ để mà khoe cái làn hơi. Nhớ những gì anh nói nha, và nhớ như anh Long nói nha, và anh chọn em. Vậy là em được hai sự lựa chọn rồi đó. Chúc mừng em. Tạm rời xa điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đến với điểm cầu Cần Thơ. Cùng xem không khí vòng tuyển chọn ở đây như thế nào nha. Qua chị coi coi em là ai ha. Quen không? Hâm mộ em dữ lắm luôn. Hâm mộ dữ lắm luôn á hả? Bữa nay gặp em mà bị bất ngờ không? Bất ngờ. Dạ, bữa nay là em đi tuyển sinh. Đây là một chương trình game show mới do công ty MT Picture là phối hợp với lại đài truyền hình Vĩnh Long. Và cái game này á là em sẽ là MC, mà ở đây hôm nay á là em vừa làm MC mà em vừa lại ban giám khảo để mà tuyển sinh ở khu vực Cần Thơ nữa. Và sắp tới là chị phải coi nha, tại vì tuần nào cũng có em ở trơn á. Nhìn cho đã ghiền luôn. Với lại chị em hỏi cái này nè. Thường thường á mà em thấy á, những cái người mà ở miền quê mà miền Tây của chúng ta đó, thường thường em thấy là ai cũng thích cải lương đúng không? Có ngoại lệ không? Chị có ngoại lệ không? Chị thích cải lương không? Chị thích nhưng mà có cái là chị ít ca nhưng mà không biết cải lương. Thôi, chưa hỏi luôn mà ít ca là ca lượng luôn. Ghê ta. Giờ ca cho em nghe câu coi. Ai đi đến đó lòng không muốn về. Đúng không? Ôi trời. Wow, nước nó tạt cái gì á. Dạ, chị nhớ nha. Nhớ là mỗi tuần là phải đón xem trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nha. Em cảm ơn chị rất là nhiều đã hỗ trợ cho em để em có được một cái buổi sinh hoạt, một cái buổi giao lưu với những cô gái miền Tây dễ thương như vậy. Và ngay bây giờ thì em phải làm nhiệm vụ của em rồi. Chào chị và hẹn gặp lại chị sau nha. Dạ, em cảm ơn chị đẹp của em. Một người chị tại Cần Thơ dễ thương đáng yêu. Và hẹn gặp lại chị nha. Bây giờ thì em phải làm nhiệm vụ của em rồi. Bye bye.
Vâng, chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Tài Danh Tân Cổ. Cả nhà biết không, hôm nay là Bình Tinh không chỉ là MC đâu nha, mà Bình Tinh sẽ là ban giám khảo tuyển sinh ở khu vực Cần Thơ. Và tất cả những nam thanh nữ tú nào mà yêu thích bộ môn sân khấu cải lương, chúng ta hãy nhanh chân đến với Tài Danh Tân Cổ. Hãy cùng trao đổi nè, học hỏi và thi thố những tài năng, những cái khả năng bẩm sinh của chúng ta, và thậm chí là niềm đam mê tuyệt đối đối với sân khấu cải lương. Và ban tổ chức cũng như Bình Tinh đang trân trọng chào đón tất cả quý vị. Xin kính mời. Dạ, kính thưa ban giám khảo, em tên là Nguyễn Thanh Ly, em đến từ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Nghề nghiệp chính em là một nhạc công. Đại dương, đại dương, đại dương ơi, tâm mã quang báo rõ rằng diệt dương tiện có vô gian đông hải đóng thuyền năng châu la mây gươm bén chiêu mộ nghĩa quân trai hùng ký hoài bá. Đại dương đã suy mê một nhan sắc yêu kiều, lòng nhân hậu sẽ rước vào thảm bại, hối hận muộn màng nghĩ thảm họa dân tan. Bá hỷ nhận bạc vàng hối lộ của việt quân, ngang ngược mở trương dinh cùng tàu đại dương vẫn còn kịp. Kịp thế nào? Nếu kim thượng hội tâm, Đại Ngô ta có đại quân bình vọng. Nếu kim thượng dứt tâm đồng, chức thế tây thi đổ giang đại dương tướng phụ mời cha đứng lên. Mời cha ngồi. Cha có thuộc tiếp không? Con nó cũng phù sai rồi. Hôm nay có vợ đây không? Dạ có bà xã. Mời bà xã vô luôn. À, em tên là Trần Thị Quý. Em sinh 1985. Em đến từ Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ạ. Đến với Tài Danh Tân Cổ, phải đòi hỏi các bạn phải thể hiện cái gì mà nó xuất sắc nhất, cái gì mà nó chuyên nghiệp nhất. Em tính cho em hát cái bài gì? Hãy hát đơn giản hết đi. Đêm lạnh chùa quan đi. Rồi, cái đó là dễ nhất. Sông đau tôi hại cô mà quên đi tất cả, vui cùng em giây phút để chia xa. Nếu kiếp này mình không duyên, thì xin hẹn lại kiếp lại sinh. Yeah.
Thì sắc diện của mình á, nó hơi bị áp lực và nó căng thẳng quá, cho nên là khiến cho cái người xem, bản thân em là em cũng căng thẳng theo chị Quý luôn. Dạ. Còn anh thì em thật sự là em chúc mừng anh một điều là hầu như là anh thu hút em quá. Thanh Ly, em còn có nhiều cái tiềm năng lắm, mà đòi hỏi là các vị huấn luyện viên ở Dòng Sao á phải khai thác đúng chất em. Em thương chị Quý lắm luôn á, nhưng mà em xin phép là được chọn anh Ly. Em cũng rất là mong gặp chị Quý ở những cái vòng mà sẽ hỗ trợ cho anh. Và dạ, đó cũng là những cái để cho chị Quý có thể trau dồi và học hỏi thêm nữa. Và cũng sẽ có một ngày chúng ta phất cờ trả hận. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Chị Bình Tinh đã chọn Thanh Ly rồi. Anh không... Không gì? Không thể nào từ chối cho em bước vào vòng trong. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Trời ơi, cố gắng nhiều hơn nữa anh nha. Anh bước mà nói tiếng không một cái em cự tới cùng. Người xa rời nàng trùng, tim tôi sắt se u buồn. Tôi cách xa chung cười, thương nhớ nào dời. Người ơi sao đành lỗi hẹn tình này, thương nhớ nào dời. Người ơi sao đành lỗi hẹn tình buổi tiễn. Ngừng như lạc lối giữa đêm sâu, dời dời ánh trăng gầy. Kêu sương ngược mùa gió chướng hàng dừa, nước xanh trong soi bóng nghiêng mình. Con trở về đây sao những tháng năm cách mong xa hình, vẫn mái nhà xưa bên dòng sông nhỏ, con sông hiền hòa chớ nắng. Ưu điểm của em là cái giọng của em nó rất là trong. Đến với chương trình Tài Danh Tân Cổ là em quá tuyệt vời. Cái viên ngọc của con cứ chờ thời gian mài dũa thì nó sẽ sáng, nó sẽ bóng ở khắp mọi nơi. Con là một trong những bạn trẻ mà khẳng định được một cái tình yêu nghề một cách mãnh liệt. Cách ca của em đúng là cách ca cải lương. Chị sẽ cho em một vé để vào vòng trong. Anh đồng ý. Cảm ơn anh. Chúc mừng em, anh chọn. Dạ, em cảm ơn anh. Đồng ý.
Bên cạnh những thí sinh may mắn lọt vào vòng trong, tại vòng tuyển chọn lần này vẫn có những nhân tố thú vị. Ngoài giọng hát, các thí sinh còn có sự đầu tư về trang phục và vũ đạo. Một món quà bất ngờ khi hai vị huấn luyện viên Thanh Hằng và Vũ Luân đã có mặt tại buổi tuyển chọn thành phố Hồ Chí Minh để động viên, cổ vũ các thí sinh và chia sẻ những kinh nghiệm làm nghề cho các bạn. Luân cũng có đôi lời nhắn gửi với tất cả các thí sinh, Luân cũng như là chị Hai tham gia chương trình này với mong muốn là tìm kiếm những cái tài danh sân khấu cho sau này. Luân sẽ truyền hết cái nghề của mình, cái gì mình hiểu, cái gì mình đã học từ thầy rồi, Luân sẽ truyền đạt lại cho các bạn. Chúc các bạn thành công trong cái chương trình sắp tới. Sau vòng tuyển chọn, 15 thí sinh lọt vào vòng trình diễn sân khấu. Các thí sinh này sẽ được bốc thăm chia đội về ba vị huấn luyện viên, đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Trinh Trinh. Tuần sau, tại vòng tinh hoa, các thí sinh sẽ được các huấn luyện viên đồng hành hướng dẫn cho về chuyên môn, kỹ thuật biểu diễn để có thể hoàn thiện nội dung thi qua từng đêm diễn. Và giám khảo khách mời của chúng ta là nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc. Chúng ta đón xem tập 2 chương trình Tài Danh Tân Cổ sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.